Xin chào anh chị ạ. Hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nam mệnh dương lịch ngày 10 tháng 4 năm 2012, một thanh niên đang lớn. Âm lịch 20 tháng 3 năm Nhâm Thìn sinh vào giờ Tỵ, năm Xem 2023, năm Quý Mão 12 tuổi. 12 tuổi đang làm trong đại vận ở cung mệnh từ 4 tới 13 tuổi, như vậy cũng sắp hết đại vận này rồi, chuẩn bị bước sang một cái đại vận mới, cần cẩn trọng nhiều hơn liên quan bản thân lá số cháu bé này và liên quan đến bố mẹ luôn. Đại vận đầu tiên từ 4 tới 13 tổ cách là âm dương lương sáng, hội khôi việt, hội song lộc, hội thai phụ phong cáo, hội quang quý thì về cơ bản rất là tốt. Tuy nhiên mệnh và thái âm thì bé thường sức khỏe nó không tốt cho lắm, đặc biệt khi thái âm hội thiên hình, hội hỏa tinh và linh tinh. Còn sang đại vận thứ hai thì nó sẽ hơi vất vả một chút đấy. Thái âm tham lang, hội kình dương, hội bạch hổ, hội địa không địa kiếp, nhưng mà sao giải có, thế nên là gì, gặp hung hóa cát. Rồi mà đại vận thứ hai liên quan đến cung phụ mẫu, như vậy là gì, chuyện kinh doanh buôn bán, chuyện làm ăn của bố mẹ nó sẽ có nhiều rủi ro hơn, do tham gặp kình, gặp không gặp kiếp. Thế nên là đại vận từ 14 đến 23 tuổi thì bố mẹ cũng không nên tham sân si. Rồi mệnh thủy trường lưu thủy, cục kim, cục mệnh tương sinh, cung thiên di là cơ, là xương, là khúc, là thiên việt, là đào hồng ủy. Như vậy lá số này ra ngoài rất có duyên với các chị em, ra ngoài rất khéo, bản thân cũng rất phong lưu đa tình. Nhưng mà gì, đào hồng ủy mà đi với gì, cô quả lắm mối tối năm không, nó ở cái điểm đấy, ra ngoài rất khéo léo, ngoại giao giao tế giao tiếp rất là tốt. Nói chung cung thiên di cũng ổn, nó sẽ hơi vất vả một chút, hơi căng thẳng đầu óc một chút, đó là cơ đi linh. Tuy nhiên cung quan lộc của thiên khôi, cung mệnh của cung thiên di của thiên việt thì số là có quý nhân trợ giúp, cận quan cận quý, đó là mệnh cách này. Tiếp theo thân cư thê, thân cư thê làm gì, làm nghĩ đến vợ. Thân cư thê như thế này thì vợ đẹp đấy, thân cư thê mà có thai phụ vượng tướng thì thường là ăn cơm trước kẻ, ban đầu thì vui vẻ mặn nồng, đó là sau đào hoa thì về đế vượng. Đế vượng là gì, là vượng, là đỉnh cao, nhưng mà vì lại có cô quả đào hoa đi phục binh, thế nên khi cô đơn thì rất dễ người thứ ba xen ngang. Anh này anh ấy rất là đào hoa, mệnh thái âm nhé, thái âm đi với hồng loan. Rồi tiếp theo chúng ta đi vào cung mệnh đi, mệnh thái âm. Thái âm thì anh chị biết rồi, thái âm là mặt trăng, thế nên người mà thái âm thì phong lưu đa tình, cử chỉ ngôn ngữ là nhẹ nhàng, là nho nhã, là lịch sự, là khéo léo, là có duyên, ăn nói giao tế giao tiếp tốt, tính tình phóng khoáng rộng lượng sởi lởi. Có cái gì đó nó giống mẹ nhiều hơn giống bố, đấy là thái âm, giống bà nhiều hơn giống ông là sao thái âm. Thâm mệnh mà thái âm thì hình ảnh đại diện là bà, là mẹ, là vợ, sau này là con gái. Đó, thái âm ở mệnh cung phu thê có đào hoa thì chắc chắn là vợ phải đẹp rồi. Con gái thì xinh, đó là mệnh thái âm. Thái âm thì nó chủ về tài, nó chủ về phú, thế nên là số là giàu sang phú quý. Đặc biệt khi mệnh có song lộc, lộc tồn ở cung mệnh, lộc tồn trọng hậu đa y thực lộc. Đấy, thái âm thì nó chủ về tài, nó chủ về phú, nó chủ về điển, cộng thêm với song lộc chiếu về, thế nên lúc nào dư giả của tiền. Chỉ có điều cung quan lộc thái dương gặp triển thì để mà công danh, nếu mà theo cái con đường chính trị thì nó hơi vất vả, còn theo con đường văn hóa nghệ thuật hoặc kinh doanh buôn bán hoặc những ngành nghề liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán thì nó rất đặc cách. Thái dương thiên lương hơi tiếc gặp triển, triển ở đây nó lại đóng liền vào hai cung, đó là cung điển trạch có vũ khúc thiên tướng, mà tiếp theo nữa là cung quan lộc của thái dương thiên lương thiên thiên khôi hóa lộc rất sáng, mà lại gặp triệt, hơi tiếc con triệt ở đây này. Còn mệnh này là yên tâm, dư giả khá giả rồi, chỉ có điều là gì, nếu mà tiến thân theo con đường chính trị là nó sẽ hơi vất vả, nó theo con đường khoa công nghệ, theo con đường văn hóa nghệ thuật, theo con đường tài chính kế toán, theo con đường kinh doanh theo thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo mệnh mà có ân quang thiên quý, quang quý thì ai cũng yêu, ai cũng mến, quang quý thì tâm đức là hiền lành, thiện lương thiện tính, tin tưởng Phật, Phật tin tưởng trời, tin tưởng thần thánh, là ân quang thiên quý. Ân quang thiên quý mà đóng vào cung mệnh của sao bác sĩ thì làm bác sĩ là mát tay, đó là ân quang thiên quý. Thai phụ phong cáo thì nó chủ về bằng cấp, sau này là bằng cấp là rất nhiều, đó là thai phụ phong cáo đi với khôi việt ở cung mệnh, hội về mệnh cộng với thêm với tổ cách âm dương lương sáng. Lá số này có bác sĩ đi với thiên hình thì làm bác sĩ mổ liên quan đến dao kéo, mà thiên hình làm về luật pháp được. Thái dương đi với thiên hình có quốc ấn chiếu về thì làm về luật pháp được, làm trong công chức nhà nước được. Chỉ có điều làm trong công chức nhà nước để vươn lên thì nó sẽ hơi khó cho lá số này. Rồi mệnh này có bác sĩ thì thông minh, tinh tế, nhạy bén, thái âm thì nhẹ nhàng, thái âm thì dịu dàng, thái âm thì nó không nóng nảy, nó không nhiệt huyết, nó không bốc đồng, nó không nảy lửa. Như là thái dương là mặt trời, là nóng nảy, là lửa, là nhiệt huyết, là chói chang. Còn thái âm thì nhẹ nhàng, đôn hậu,
hứa từ từ, thái âm ngũ hành thuộc thủy, mưa dầm thấm lâu, đấy là chính là thái âm. Hồng Loan nó chủ về chăm chỉ chịu khó, thai phụ phong cáo bằng cấp rồi, bác sĩ tinh tế, Long Đức thì chủ về gì? Tốt tâm, tốt tính, à, biết nhường nhịn người khác. Không những thế, tổ cách của lá số này có lại còn có cái cách là gì? Dương lương xương lộc. Văn xương cung thiên di chiếu về dương lương lộc, dương lương lộc của cung quan mệnh lại có lộc tồn, dương lương xương lộc cách. À, dương lương xương lộc thì lô chuyển đệ nhất danh, tức là thi cử công danh cao. Nhưng đối với lá số này thì thường là học tài thi phận, do thái dương thiên lương thiên khôi gặp triệt. Thông minh có, tài trí có, trí tuệ có, nhưng mà để gì? Để học hành và xuất chúng, tức là để mà đạt được những cái bằng cấp cao như ý mình muốn, hoặc là để gì chiến đấu trong cái chốn quan trường thì nó sẽ hơi gian nan vất vả cho cái lá số này đó. Nhưng mà không sao, lá số này sau này cũng sẽ được ân điển sắc phong, ân quang thiên quý, ân điển sắc phong, tức là những công hiến, những công hiến, những cái việc mình làm, những cái việc mình đóng góp sẽ được ghi nhận, đó là ân quang thiên quý. Cơ bản thì lá số này là phú quý đầy đủ cả, tuy nhiên không nên theo con đường chính trị đó. Đấy là mệnh thái âm. Thái âm chủ về tài, thái âm chủ về phú, thái âm chủ về đất đai điền trạch. Làm về đất đai điền trạch thì mức độ của nó là cũng tương đối thôi, ngũ khúc thiên tướng gặp song hào gặp hóa kỵ nó không tốt cho lắm. Làm về tài chính, kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Thái âm liên quan đến ca kíp, có thêm bác sĩ đi với thiên hình thì làm bác sĩ được, bác sĩ ví dụ sản phụ khoa được đó, tổ hợp mệnh thái âm. Giao thông được, du lịch được nó. Âm xương lương đi với hỏa linh, làm về nghiên cứu được. Đó là mệnh cách của lá số này, một số những ngành nghề. Mệnh này là mệnh thủy, ăn vào sao thái âm, ăn hoàn toàn vào sao thái âm. Sinh hơi tiếc là sinh vào giờ ban ngày, sinh vào ngày 20, từ khoảng 10 đến 20 thì trăng cũng khá là sáng. Đấy, từ 10 đến 15 thì trăng đang lên, 15 đến 20 thì trăng đang xuống. Nhưng tuy nhiên vẫn là cái thời kỳ trăng sáng, hơi tiếc sinh vào giờ ban ngày, nếu mà sinh vào giờ ban đêm thì còn đẹp nữa anh chị nhé. Rồi tiếp theo mời anh chị vào cung quan. Quan lộc cung thì lại gặp triển. Đấy, tuần triệt ở mệnh thì thiếu niên vất vả, quan lộc mà gặp triệt thì nói chung là đường công danh nó sẽ trong cái sự phấn đấu nó sẽ hơi vất vả một chút. Đấy, tuy nhiên chúng ta không tham sân si thì nó sẽ bớt hơn. Hơn thế nữa, la số này mệnh là gì? Là Long Đức, tổ cách là âm dương lương đi với khôi việt, đi với ân quang thiên quý. Nó chủ về hiền lành tử tế, nó chủ về đạo đức, nó chủ về liên quan đến nghiên cứu thì nó sẽ tốt hơn. Đó, thái dương, thái âm thái dương là hai vầng sáng trí tuệ, làm về những ngành nghề liên quan nghiên cứu. Thái dương rất nhiều ngành nghề, điện, nhiệt, lửa, ánh sáng, liên quan năng lượng, liên quan công nghệ thông tin. Dương mà đi với tướng quân, có song lộc, lại có gì, có thiên hình, có quốc ấn, thì làm về trong quân đội, công an, cảnh sát được. Nhưng mà nên làm chuyên môn, làm nghiên cứu. Còn để mà gì, tranh quyền đoạt lợi thì nó hơi khó đối với cái tổ hợp lá số này. Mặc dù thái dương là cái sao nó chủ về công danh, thái dương là ánh sáng của mặt trời, công danh rất sáng lạn. Nhưng mà đi với điều kiện, thái dương về gì, miếu, vượng và không gặp triệt cơ. Ở đây thái dương gặp triệt. Thái dương chủ quan lộc tinh mà ngọ cung hỏa mệnh quang vinh nhất đời. Đấy là thái dương, mà tính anh này là gì? Có phần hơi nghệ sĩ, đấy chính là thái âm. Thái âm thuộc thủy, tức là văn chương và có nguyệt hoa phong tình, yêu người dạ ký quang minh, từ thân đến xỉu dạ sinh mới kỳ. Đấy, văn chương và có nguyệt hoa phong tình, đấy, tình cảm nhẹ nhàng, nhiều khi hơi thiên về cảm xúc một chút. À, quang minh chính đại, chính trực đàng hoàng, đấy là khi thái âm miếu. Đấy, tiếp theo đấy là thái dương này. Thái dương khoa công nghệ thông tin được, năng lượng được, ánh sáng được, vân vân này. Thiên lương liên quan y tế, giám sát, liên quan quản lý, liên quan giáo dục. Mệnh cách này lại có cái sao ân quang thiên quý, tượng là nổi danh nổi tiếng, làm nghề y là nổi danh nổi tiếng, làm nghề giáo cũng nổi danh nổi tiếng. Nó làm giám sát quản lý được con người, mẫu người rất là trung thực. Vậy vì sao? Mệnh của thiên hình. Thiên hình là gì? Là hình phạt. Thiên hình là hình pháp. Thiên hình là soi xét. Thiên hình là gì? Kỷ luật. Đấy sao thiên hình rất nghệ sĩ nhưng vào công việc cũng rất kỷ luật. Đấy là chính là mệnh lá số này. Gọi sao thiên hình. Thiên hình thì khả năng ăn nói, khả năng phân tích, khả năng suy luận nó rất sắc bén. Nó kiểu như là sao của bên nhà binh, người gì làm pháp luật, vân vân. Rồi thiên khôi thường gì giữ những chức vị khá là quan trọng. Đấy thiên khôi. Hóa lộc của cung quan, mệnh có thái âm như lộc tồn, âm như song lộc. Đấy, làm về tài chính, kế toán, bảo hiểm, chứng khoán được, giám sát về cái mảng đấy được. Ân quang thiên quý là gì? Là may mắn. Ân quang thiên quý mà đi với khôi việt là gì? Cận quan, cận quý, hay tiếp xúc, hay cận kề với những lãnh đạo cấp cao. Đó, tiếp theo thiên tài là chủ có tài năng, thai phục vượng tướng ở cung quan lộc. Mệnh có thái âm như hồng loan, nói chung là trong công việc, tiền và tình, công việc và tình ái nên rõ ràng. Nếu không thì sẽ dễ gặp phải họa thị phi, hình, diêu, đào,
đảo hồng chiếu về cung quan. Rồi tài bạch cung vô chính diệu, tài bạch cung vô chính diệu có thai phụ phong cáo có quốc ấn, nên nâng cao về mặt kiến thức, về mặt chuyên môn, về mặt năng lực thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, tức là những cái sao bằng cấp, cái sao học hành, sao chức vị nó cung tài bạch thì khi có kiến thức, có chuyên môn, có bằng cấp thì nó sẽ tốt hơn về mặt tiền tài. Rồi có hỏa tinh nó chủ về một chút áp lực căng thẳng liên quan đến tiền bạc, đặc biệt khi mà cái cậu này cậu làm về những ngành nghề liên quan đến quản lý tài chính tiền bạc thì nó sẽ khá là đau đầu khi có sao hỏa tinh. Đầu quân nó chủ về năng lực quản lý tiền bạc cũng khá là tốt này. Tài bạch vô chính diệu tổ cách âm dương lương sáng hội song lộc có tam thai bát tọa, thế nên việc kiếm tiền nó không quá vất vả, tuy nhiên sẽ hơi đau đầu về tiền một chút. Mệnh thái âm mà mệnh thái âm đi với hồng loan cũng rất là chịu chơi. Rồi cung tài bạch đối diện cung phúc đức có cự môn thiên đồng, thiên đồng ăn uống vui chơi giải trí nhà khách sạn, rồi là du lịch, rồi là tâm linh khoa huyền bí, rồi là những ngành nghề liên quan đến tự do sáng tạo văn hóa nghệ thuật vân vân. Cự môn liên quan đến ăn nói, liên quan đến giao tiếp, liên quan đến ngôn ngữ, giáo viên, MC bán hàng, rồi là marketing, rồi là những lĩnh vực liên quan truyền thông. Thái dương cơ quan có tướng, có ấn, có hình. Tướng có ấn có hình, cung tài bạch có cự đồng, làm về luật sư được, làm về nhà báo được, tam thai bát tọa dễ kiếm tiền và không coi nặng đồng tiền. Đó tổ cung tài bạch này, tài bạch rất hay là vô chính diệu gặp tuần thì nguồn tiền tài về cơ bản nó khá là ổn định. Tại vì sao? Thêm nữa mệnh này là mệnh thái âm đi với lộc tổ, nó chủ về tài phú nó rất là dồi dào, đó là thái âm đi với lộc tổ, thêm nữa lại có cả song lộc nữa, song lộc triều viên cát đa phú quý. Thái âm cư hợi người ta gọi là gì? Nguyệt lãng thiên môn. Nguyệt lãng thiên môn. Rồi phúc đức cung có cự môn thiên đồng giáp kình dương hóa kỵ, trong dòng họ hay xảy ra mâu thuẫn tranh chấp thị phi. Đó, cự môn trong dòng họ xuất ra nhiều người làm thầy. Thêm nữa cự môn là cái sao ăn nói giỏi, cộng thêm hóa kỵ, cộng thêm với gì? Phá toái. Đấy, trong dòng họ rất nhiều người có kiểu cách là ăn nói nó hơi ngang một chút. Thiên đồng thì mồ mả tốt, tại vì thiên đồng là phúc tinh, có tam thai bát tọa, nó chủ về gì? Mồ mả to đẹp, nhưng có cô quả xem ra là gì? Ít được chăm sóc cẩn thận. Có thanh long, mồ mả có hình tượng con rồng rất là đẹp. Thiên thọ vì sinh mô vượng, vì thiên đồng thì trong dòng họ nhiều người là sống lâu, sống thọ. Tuy nhiên, lại có thêm hỏa tinh, linh tinh, thì nói chung là gì? Nếu không tham sân si, làm nhiều việc thiện thì nó sẽ sống lâu, sống thọ hơn. Hỏa linh là đoạn thọ sát tinh, nhưng mà thiên đồng vì sinh mộ vượng đi với gì? Thiên thọ là tượng sống lâu, sống thọ. Như vậy hai cái này nó giảm trừ, nó bù trừ cho nhau. Đấy là mộ mà sinh mộ vượng, thai tọa rất là đẹp. Thêm nữa có xương húc, trong dòng họ nhiều người có học vấn, ăn nói giỏi, ngoại giao tốt. Rồi tiếp theo thiên di cung của thiên cơ. Thiên cơ ra ngoài nó chủ về trí tuệ, nó chủ về khéo léo, nó chủ về hiền lành, nó chủ về mưu trí. Thế nên ra ngoài là gì? Đáp ứng được các cái nhu cầu công việc của bên ngoài. Tuy nhiên cơ đi với linh, mệnh giữa cách có gì? Có hỏa, có linh thì nó chủ về hơi áp lực căng thẳng. Cô thần quả tú đi với đào hồng hỷ, đúng ra ngoài là mối tối đồng không, bao nhiêu cho nó đủ. Đào hồng hỷ là cái duyên, đào hồng hỷ là hay nói hay cười, đào hồng hỷ là gì? Vui vẻ. Nhưng mà có cô quả thì phải thành cô đơn buồn phiền, thế nên là gì? Hơi mâu thuẫn một chút trong cái ý chí, trong cái khoản tinh thần một chút, phi liêm một chút, rắc rối thị phi nhẹ, kiếp sát thì tranh đấu đấu đạt được. Sinh mâu vượng đường đi nước bước là hành thông thuận lợi, thiên cơ trí tuệ đi đâu trí tuệ đấy. Có văn xương văn khúc, ra ngoài giao tế giao tiếp tốt, ăn nói được mọi người nghe. Nói chung lá số này làm về văn hóa nghệ thuật rất đặc cách. Mệnh có thái âm, có hồng loan, có quang quý. Thân có đào hoa, thiên di có đào hỷ đi với thiên cơ. Thiên cơ là sao? Rất đa tài, đa nghệ, đa mưu. Thiên cơ thì làm về máy móc cũng được, làm về những ngành nghề liên quan trí tuệ được. Cơ đi với xương khúc thì là nếu mà làm giáo viên cực kỳ giỏi, viết văn là cực kỳ hay, giảng dạy là cực kỳ tốt. Trí tuệ là cực kỳ uyên thâm, nó làm về máy móc là chuyên gia giỏi. Vân vân, làm trong công chức nhà nước là người tham mưu, cố vấn, lập kế hoạch chính sách cực kỳ là tốt. Thế nên là mệnh cách có gì? Có song lộc, có quang quý, có hôi việt, tượng là cận quan, cận quý, hay tiếp xúc với những người có chức vị, quyền hành, có thực lực. Rồi thê cung có xương, có khúc thì vợ chắc chắn là đẹp rồi. Xương khúc trai thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì mi thanh mục tú. Đấy, có đào hoa nó chủ về gì? Nhan sắc, nó chủ về tài hoa, tài nghệ. Có thiên chủ thì vợ chồng hay ăn hay nhậu. Có sinh mộ vượng chủ về vợ tốt tâm, tốt tính, tính tình cũng phóng khoáng. Có thai phục vượng tướng thì nó chủ về gì? Hai vợ chồng ăn cơm trước kẻ, tất nhiên rồi, thời đại ngày nay nó rất là bình thường. Nhưng ngoài ra khi thai phục vượng tướng nó đi với cô thần quả tú,
khi đi với cô thần quả tú nhiều khi thấy cô đơn thì rất dễ người thứ ba xen ngang, nó thân cư thê. Nhưng tổ hợp thân cư thê thì làm gì làm nghĩ đến vợ, thế nên là cái chuyện bỏ nhau là không có, trừ trừ trường hợp là gì, bất khả kháng, lý do nó cực kỳ kinh khủng. Trường hợp thân cư thê thì ít khi là bỏ nhau, chỉ có điều là gì, có bộ thai phục vượng tướng đào hoa đi với cô quả thì cũng có một chút rủi ro đó. Rồi tử tức, thêm một cái nữa, tử tức là gì? Có con hữu bạch. Hữu bạch ở đây nguy cơ con dị bảo, nhưng mức độ nó nhẹ thôi. Con cái phá quân đi với song hao thì có cái hiện tượng mất mát. Con cái mà có phá quân thì gì, trước là nó phải gì, làm cho hao tài tốn của bố mẹ một chút. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau này tổ hợp sát phá tham này đi với hóa kỵ này, dễ gây ra mâu thuẫn thị phi này, xem ra bố mẹ cũng phải là chi một cái khoản nào đó. Đấy, mệnh có lộc tồn thì cung con cái thường là nó sẽ có song hao và hao tài tướng quả, bố mẹ làm ra tiền thì con cái nó sẽ cần tiêu dùng một ít, nó tổ hợp song hao. Tứ linh thì sau này con cái chính trực đứng đắn đàng hoàng, còn công danh tài lộc của con cái thực sự nó khá là khó nói trong một trường hợp này. Tổ sát phá tham này nó chưa đẹp lắm. Đấy, chỉ có điều nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố, đặc biệt yếu tố chính là liên quan đến những đứa con sau này sinh ra. Còn phá quân thì nó chủ về con gái nhiều hơn con trai. Rồi nô bộc cung là sau này hết sức cẩn thận với cung nô bộc này, tổ hợp sát phá tham, hội địa kiếp, hội địa kiếp, hội kình dương đà la, thế nên là cẩn thận. Thêm nữa là ở đất thiên la địa võng, thêm nữa lại có cả thái tuế nữa, thế nên là cái tổ hợp thái tuế, thiên la địa võng, địa kiếp mà sát phá tham hãm địa của kình đà, bạn bè là gì, dễ gây ra mâu thuẫn, tranh chấp thị phi, kỵ tụng vân vân. Có thể chơi xấu, chơi giỏi, chơi đều mình, mặc dù là có giáp khôi việt quý nhân, nhưng mà sát hám điện, sát là sát khí, sát là hung tinh, cái địa kiếp cũng là hung tinh, lại thêm kình đà nữa, lại thêm thế thiên la địa võng nữa. Đó, nói chung là cẩn thận đối tượng nô bộc này. Nô bộc là lục hợp với cung thê. Nô bộc lục hợp với cung thê. Rồi phụ mẫu cung có sao tham lang với tứ linh thì về cơ bản là bố mẹ chính trực đàng hoàng, tham thì chủ có năng khiếu mặt kinh doanh, tham lang thì khéo ăn khéo ở khéo nói khéo giao tiếp. Sao tham lang kình dương chủ về bố đàn ông, tham lang chủ về mẹ gì nữ tính khéo léo vân vân, cá tính phóng khoáng hướng ngoại. Tiếp theo lại có gì, có tảo phú bật chủ về bố mẹ có tài năng, có khoa có quyền là gì, có kiến thức có trí tuệ. Có một là có bằng cấp, hai là có kiến thức, ba là trí tuệ, ba là có, tiếp theo là có thể là có sức ảnh hưởng, nhưng mà hơi tiếc là hóa khoa hóa quyền gặp tuần, nó giảm đi cái phần nào về mặt công danh. Tiếp theo là gì, có không có kiếp có kình thì chủ về gì, cái chuyện kinh doanh buôn bán của bố mẹ là gì, dễ nói chung là rủi ro nó rất là cao. Tham đi với gì, đi với kình, hội không hội kiếp, đắc tạp phù bật, đắc tứ linh, đắc khoa quyền rất là đẹp rồi, nhưng mà hơi tiếc là nó có không kiếp thêm sao kình dương. Hạn đến những cái năm cung phụ mẫu thì nói chung là cẩn thận liên quan xe cộ, cẩn thận liên quan ác thú cắn. Đấy, ác thú tức là con vật, mèo chó vân vân, nó vồ nó cào nó cắn. Tham đi với bạch hổ nó như vậy. Rồi tiếp theo huynh đệ cung là gì, liêm trinh thiên phủ, cách cục là tử phủ vũ tướng, hội khoa quyền, hội tả phủ, ăn vòng thiên mã. Như vậy chủ về anh chị em gì, việc làm ăn, việc kinh doanh, công danh các thứ nó sẽ hơi vất vả một chút. Đấy, liêm trinh ở thế thiên la địa võng, có sao đà la, ra địa không địa kiếp, lại có cả thêm hóa kỵ nữa. Đấy, liêm trinh thiên phủ miếu vượng thì chủ về công danh tài lộc đầy đủ cả, nhưng mà khi nó gặp tổ hợp khốc hư, gặp tổ hợp đà la, gặp tổ hợp không kiếp thì quả thực là nó sẽ có nhiều rủi ro và sóng gió. Thêm nữa có không kiếp, có đà la, có khốc, có hư thì nó chủ về gì, nó chủ về mất mát cả thiên giải nữa. Anh chị em rất đào hoa, liêm trinh giáp đào giáp hồng, chỉ có điều là không hợp nhau, sau này khó ở gần nhau, mà khi ở gần thì lại phát sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột, xung khắc, thị phi. Đó là đà la, đó là địa không địa kiếp gặp hóa kỵ. Tật ách cung thì ngại nhất là sao địa không. Địa không thêm kình dương đà la hóa kỵ, nhưng mà cung tật ách có tuần rồi, thêm nữa có tử vi, có hóa khoa, có hóa quyền, có tảo phù, thế nên là cung tật ách không đáng ngại. Tuy nhiên có địa không các thứ thì nói chung là thời tuổi trẻ cũng như là khi dư giả khá giả thì việc ăn uống các thứ nên cẩn thận đề phòng những bệnh tật nó phát sinh, đề phòng bệnh tật phát sinh thôi. Còn cung tật ách gặp tử vi thì yên tâm, tử vi phúc lộc thọ uy quyền đóng cung tật ách thì tác dụng là gì, giải bệnh tật, giải hung ách, giải tai nạn rất là tốt, lại cả hóa khoa đệ nhất giải thần nữa. Thêm nữa là có gì, có tà phù này, thêm nữa là có gì, có tuần,
Đấy, mệnh là thái âm thì âm quang thiên quý, Phật độ trời che, có khôi việt quý nhân trợ giúp, lại có cả song lộc, thái âm lại miếu vượng, thế nên là không có gì đáng ngại cả đối với phục tật ách nào. Địa không nó chủ về gì, mụn nhọt, nóng trong, vân vân. Tang môn bạch hổ đi khốc hư thì cẩn thận hệ hô hấp gần cốt một chút. Tử vi ngũ hành thuộc thổ thì cẩn thận dạ dày, tiêu hóa đại tràng. Rồi điền trạch cung. Điền trạch cung thiên mã. Có thiên mã thì nhà cửa đất đai là hay phải thay đổi, hay phải di rời di chuyển. Đấy là thiên mã này. Hóa kỵ thì gì, nhà ở hay hòa khí nó không cao. Tức là trong nhà một là có sự cãi vã, hai là hay xảy ra mâu thuẫn thị phi gì đó. Đấy, có điếu khách thì nhà cũng hay tiếp khách. Có song hao đi với thiên mã thì phải mua đi bán lại rời đổi một vài lần. Được cái là có gì, có khoa, có quyền, có tạo phú vật thì sau này số lượng nhà cửa các thứ nó từ 2 trở lên. Nhưng mà cái việc này là nó cũng sẽ hơi vất vả, nhiều sóng gió, nhiều thị phi, chứ không đơn giản mà đạt được. Mặc dù cung điền trạch vũ khúc thiên tướng rất là đẹp, có tạo phú vật, có khoa, có quyền, có long chỉ phượng các, những cái sao cát tinh, những cái sao đài cát hội về rất là nhiều. Mỗi cái là nó gặp hóa kỵ hơi mệt mỏi ở cái điểm con hóa kỵ này, mâu thuẫn thị phi. Đó, thiên rồi được cái mệnh là thái âm đi song lộc, thái âm chủ về tài phú và đất đai điền trạch, nó chủ về cả sự hưởng thụ. Tất nhiên con người ta phải có được, có thì người ta mới hưởng thụ được, đúng không ạ? Rồi nhưng mà đất đai là hay vướng vào thị phi này, ví dụ như là gần chợ, gần trường hay gần những cái môi trường gì đó hay cãi nhau vân vân, hoặc là trong nhà mất hòa khí đó, đấy điền trạch. Còn vũ khúc cư điền cũng như thiên phủ cư điền thì rất là đẹp rồi, tiếp mối con hóa kỵ. Rồi tiếp theo là các đại vận của lá số này. Đại vận đầu tiên 4 đến 13 thì tôi phân tích rồi. Nói thêm một cái điểm nữa là đại vận mà gặp thái âm thì liên quan đến bà, liên quan đến mẹ, liên quan đến các chị em gái. Ở đây thì thái âm gặp song lộc, gặp quang quý, gặp khôi việt thì cơ bản là chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bố mẹ là có thu được lợi nhuận. Nhưng mà vì có hỏa, có linh, có hình, có việt, thế nên nó chủ về vẫn khá là vất vả thì mới có được tài lộc. Đấy là hỏa linh hình việt, thêm là sức khỏe của bố mẹ, là nó sức khỏe của mẹ là nó sẽ không được vượng cho lắm. Đấy là đại vận thứ nhất. Đại vận thứ hai 14 đến 23 tuổi liên quan trực tiếp đến cung phụ mẫu. Đấy, tham đi với tả hữu, đi với khôn quyền, đi với tứ linh thì rất đắc cách. Nhưng mà vì có kình dương, có địa không địa kiếp, thế nên là cái chuyện kinh doanh làm ăn buôn bán của bố mẹ trong cái giai đoạn đồng chí này từ 14 đến 23 tuổi là rủi ro nó rất là cao, vậy nên cẩn trọng một chút. Đấy, tham đi với bạch hổ đi kinh dương địa không địa kiếp thì nói chung là trong cái thời điểm này thì đồng chí này đi lại xe cộ các thứ là cũng nên cẩn trọng một chút. Đấy, tiếp theo là gì, cẩn thận các cái con vật dễ bị cắn. Đó, kinh dương thì cẩn thận gì, dao kiếm kim loại. Mệnh lại có thiên hình rồi, thiên hình là con dao, cây kiếm, cái kéo, thế nên là gì, dễ có cái tật gì đó trong người phải châm chích mổ xẻ. Hạn đến kình dương đi với không kiếp thì cẩn thận một chút. Đại vận thứ ba 24-33 cự môn thiên đồng. Nói chung đại vận mà cự môn thiên đồng thì được ăn chơi, được hưởng thụ, gặp cự môn thì dễ bước vào thị phi. Đồng đi với thai tọa thì nói chung là chỉ muốn chơi ít muốn làm. Đó, đại vận mà cô quả đi với đào hoa thì gì, tình duyên gia đạo lục đục. Nói chung đại vận này là nó chưa tốt lắm. Thiên đồng đi với hỏa linh, đào hoa thì cô quả được cái tam thai bát tọa thanh long, thế nên đại vận này là gì, chưa có gì cả. Đấy, đại vận thiên đồng chủ về ăn uống vui chơi giải trí, được nhàn hạ, được hưởng thụ. Nhưng mà đồng hãm địa thì nói chung là hưởng thụ cũng không ổn đâu. Đó, trong đại vận này là nó sẽ hơi vất vả một chút nhé. Lá số này hình như đường đi đại vận nó khá là vất vả, vậy nên không tham sân si làm gì. Đấy, cứ dư tới đâu thì hay tới đó, tới đâu thì hay tới đó. Mình cứ chuyên tâm cái việc mình làm để tạo ra tiền bạc, để tạo ra kinh tế, không nên tham sân si quá. Tại vì tổ hợp các đại vận của lá số này thực sự nó rất bất ổn. 34-43 vũ thiên tướng gặp khoa quyền tả hữu rất là đẹp, công danh tài lộc chính ra là rất vượng, nhưng vì gặp hóa kỵ song hào thế nên là có nhiều trái ngang, nhiều cái thị phi, đầu tư kinh doanh buôn bán dễ gặp sai lầm. Đấy, việc thăng quan tiến chức, lên chức liên quyền là gì, khá là mệt mỏi, tiểu nhân hám hại, ném đá sau lưng, ném đá dấu tay, chọc gậy bánh xe vân vân. Đấy, đại vận này nó vào cung điền trạch gặp thiên mã thì nó chủ về gì, nhà cửa hay phải thay đổi di dời, hoặc là gì, nơi ăn chốn ở, nơi công tác, nơi làm việc của mình cũng hay phải đi di chuyển. Đấy, 34-43 mà đại vận này là đầu tư kinh doanh buôn bán đất đai thì không nên liều, dễ gặp rủi ro và sai lầm. Vũ khúc gặp hoặc kỵ. 44-53 thì đây là một cái đại vận rất là tốt của lá số này, đó là dương lương, đó là khôi, đó là song lộc, qua quý thai phụ công cáo.
đại vận rất là tốt về mặt công danh, về mặt tài lộc. Nó mặc dù là gặp triệt nhưng mà triệt nó giảm rồi. Thái dương, thiên khôi, thiên lương, thái dương, thiên khôi đều là những sao chủ về công danh, khoa bảng, học hành, học vấn. Ân quang, thiên quý là gì? Ân điển, sắc phong, được ghi nhận. Song lộc là gì? Tiền tài thu về. Tướng quân cũng là sao công danh. Thế nên là đây là một cái đại vận khá là tốt, chỉ có điều là có thai phụ cũng tướng thì nói chung là cẩn thận bị lừa một chút thôi nhé. 54 đến 63 đại vận này thì rõ ràng là xấu rồi, sắp phá tham hãm điện, gặp điện kiếp, có kình dương đà la. Đến đại vận này mà tham sân si là chết dật đấy. Khi mà đại vận đến sát phá tham thì con người ta cái năng lực chiến đấu, cái năng lực hành động nó rất là cao, nó có một cái sự thúc ép, thúc đẩy nào đó. Nhưng mà khi nó hãm điện, gặp nhiều sát tinh như thế này, nói chung là càng tham thì càng mất đấy. Thế thiên la địa võng, gặp kiếp, gặp tuế, gặp kình, gặp đà. Thế nên là sau 54 tuổi thì có làm gì thì làm, thì nó nên an toàn một chút thì nó sẽ tốt hơn. Còn 64 tuổi thì cũng là đại vận gì? Cơ đi với thiên không. Đại vận mà gặp thiên không thì dễ chắc tay. Nhưng mà cơ đi với xương khúc thiên việt đào hùng hỷ. Đấy, nếu mà làm nghiên cứu thì lại tốt. Còn đi vào kinh doanh, buôn bán, đầu cơ, tích trữ, làm giàu thì lại không ổn. Cơ đi với thiên không. Đấy, linh tinh thì chủ về đau đầu, căng thẳng. Đó, 64. 74 vào đại vận tật. Tật ách có địa không, có tang, có hổ, có kình, có đà, có kỵ. Thì nên lo lắng về mặt sức khỏe một chút. Đấy, tử vi là phúc lộc thọ, lúc đó thì nên quên đi các cái công danh tài lộc đi. Đấy, tử vi đi với khoa, đi với quyền thì quên đi, để nó để tử vi để hóa khoa, để hóa quyền, nó tăng các tác dụng là gì, giải tai, giải hung, giải ếch, giải bệnh, giải tật, vân vân. Đó, đấy lại hạn 74. Rồi 2023 năm Quý Mão 12 tuổi, lưu hóa kỵ của cung phụ mẫu tham lang, như vậy là gì? Bố mẹ đồng chí này có một chút thị phi về bố mẹ, hoặc là bố hoặc mẹ là có chuyện thị phi gì đó, tham đi với hóa kỵ. Một là hao tài vụ của, hai là tranh chấp thị phi, tham kỵ đi với kình không kiếp. Thế nên là tượng năm nay của bố mẹ là không nên đầu tư kinh doanh buôn bán lớn. Đấy, lộc tồn ngộ hóa kỵ, ngộ tham lang, thêm kình dương. Đấy, ngộ địa không, địa kiếp. Rồi tiếp theo, lưu tuế, lưu khốc, lưu hư, động của cung quan, nhưng mà quan lộc dương lương khôi. Đấy, gặp triển thì chuyện học hành các thứ là nó không được như ý 100%. Lưu mã, lưu tang, động của cung thiên di, nói chung là năm nay có hiện tượng thay đổi môi trường học hành hay thay đổi một cái gì đó, thậm chí có thể là đi du lịch vân vân. Tiểu hạn năm mão vào cung thê. Thê ở 12 tuổi thì chắc chắn là chưa có gì đến thê rồi. Thê thì đối diện quan, quan lại có dương lương lộc gặp triển, như vậy năm nay chủ yếu liên quan chuyện học hành là nó không được như ý. Tiếp theo 12 tuổi thì nó vào đâu? 12 tuổi nó vào cung huynh đệ. Huynh đệ mà có đà la, có không, có kiếp, có kỵ thì năm nay là gì? Những cái anh chị em, lá số này mà có anh chị em mà lớn tuổi hơn mình thì chuyện kinh doanh, buôn bán, học hành, tình yêu, tình đái năm nay nó không tốt cho lắm, dễ cũng vào thị phi vân vân. Đó là tổ chính của lá số này trong năm nay. Tuy nhiên tại vẫn tốt. Thì hạn dù nó có thị phi, dù nó có xấu thì nó cũng không có gì đáng ngại cả. Lá số này chủ yếu năm nay liên quan đến bố mẹ và anh chị em, nếu có những người lớn hơn tuổi. Đấy, công danh tài lộc của bố mẹ anh chị em năm nay nó không vượng cho lắm. Đó là mệnh của lá số này. Còn lá số này thì yên tâm, mà phú quý có, công tài lộc có, nhưng mà công danh để mà phấn đấu, để mà vươn lên cao thực sự nó khá là nan giải. Dương lương nó gặp triển, mệnh thái âm thế long đức. Rồi, xin chào anh chị ạ.